quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Tiếp tục series tư vấn cho các anh chị mua xe ô tô đã qua sử dụng trả góp, thì bây giờ sau khi các anh chị đã xác định được nhu cầu của mình là thích chiếc xe nào và xe đó có cần hỗ trợ trả góp được hay không, thì bây giờ mình đi đến là phần thủ tục nha. Để trả góp thì các anh chị cần chuẩn bị giúp Mai những giấy tờ bắt buộc sau. Đầu tiên đó là chứng minh nhân dân, tiếp đến là hộ khẩu, và thứ ba là giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy xác nhận độc thân. Còn ngoài ra thì các anh chị nếu mà đã ly hôn thì sẽ có phán quyết ly hôn của tòa nha. Sau khi hoàn tất tất cả những cái thủ tục nêu trên thì các anh chị chờ trong khoảng tầm 1 đến 2 ngày thì ngân hàng sẽ ra quyết định thông báo cho vay cho mình hay là từ chối hồ sơ này. Đặc biệt á, thì để đối với xe qua sử dụng, nó không giống xe mới, thì mỗi chiếc xe chỉ là một chiếc xe duy nhất, không có chiếc xe thứ hai các anh chị. Nên nếu mà các anh chị mua quyết định là lấy chiếc xe đó, hãy đặt cọc trước rồi mình hãy làm thủ tục ngân hàng nha. Còn nếu mà mình chờ làm thủ tục ngân hàng rồi, đôi khi á thì mình quay lại chiếc xe đó đã có người khác cọc và mua mất rồi. Nên các anh chị nếu mà mua xe ô tô đã qua sử dụng mà trả góp á, thì hãy xác định cho mình là chiếc xe đó ok, mình fix giá xong đặt cọc rồi hãy làm hồ sơ ngân hàng và đi thẩm định, sẽ tiết kiệm cho các anh chị nhiều thời gian và chi phí hơn nha. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới hoặc là liên hệ với Mai theo hotline, Mai sẽ hướng dẫn cái thủ tục chi tiết hơn cho các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những phần sau.